thưa quý vị, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa thông báo do sự cố ngập nước tại khu vực Hà Thanh, Đông Hà, Quảng Trị trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngành đường sắt thay đổi kế hoạch chạy tàu. Phía Bắc hủy chạy tàu SE1, SE3 tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh xuất phát tại ga Hà Nội ngày 18 tháng 10. Đối với tàu SE7 tuyến Hà Nội Huế xuất phát Hà Nội ngày 19 tháng 10 cũng bị hủy. Khu vực phía Nam, các tàu SE2, SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 18 tháng 10 và tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 19 tháng 10 đến ga Huế là ga cuối cùng. Theo đó, các tàu này bỏ hành trình đoạn từ Huế đến Hà Nội. Tại khu vực Huế, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu SE7 ngày 19 tháng 10 từ Huế đến Sài Gòn. Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã bị sạt lở hư hỏng và nhiều tuyến đường bị ách tắc. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang khẩn trương khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho người dân. Trên tuyến quốc lộ 12A đã có nhiều khu vực thông tuyến, tuy nhiên vẫn có nhiều khu vực vẫn sụt trượt mái ta luy dương, đất đá tràn ra nền mặt đường. Một số khu vực đất sụt trượt là đất bùn, do đó rất khó xử lý. Thời điểm hiện tại đã thông tuyến từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo về điểm giao cắt với quốc lộ 1A. Mấy hôm trước thì chúng tôi có đi tuyến đường từ Đồng Khởi đến Cha Lo thì có nhiều đoạn ngập lụt và sạt lở, chúng tôi phải quay đầu xe không đi qua được. Hiện nay thì ngay mấy anh em lái xe nói là bên các cơ quan ban ngành đã khắc phục được và hiện tại có thể là thông tuyến. Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, mưa đã ngớt, tuy nhiên vẫn còn nhiều tuyến đường liên xã bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ. Nhiều khu vực úng trũng, nước vẫn đang rút rất chậm, lực lượng chức năng đang kiểm tra và đặt các biển cảnh báo nguy hiểm. Khu vực ở nhà của chúng tôi thì hiện tượng mưa lũ nên gây dẫn tới sạt lở rất nghiêm trọng. Nhưng mà trong cái vấn đề đó thì cũng các cơ quan chức năng, nhóm công an hoặc là các ban ngành cũng đã nhắc nhở người dân. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ để huy động toàn bộ lực lượng, nhân lực, thiết bị, máy móc và vật tư là thực hiện tại hiện trường, là sau khi nước rút thì là thu dọn mặt đường, đột sụt các cái vị trí sạt lở và bù phủ mặt đường các cái vị trí bị sói trôi để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn. Tính đến thời điểm hiện tại, trên các tuyến quốc lộ 15, quốc lộ 9B, 9C, các tuyến đường tỉnh lộ 562, 564, 564B vẫn còn hiện tượng ngập úng, sạt lở đất khiến giao thông chưa thể thông suốt, ước tính thiệt hại trên 18 tỷ đồng. Hiện công tác khắc phục vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình tích cực thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án sửa đổi bổ sung một số điều quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Cụ thể, với xe du lịch từ ngày 20 tháng 10, thành phố Hà Nội quy định xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có sức chứa từ 35 chỗ trở lên, bao gồm cả người lái, không được phép hoạt động trong giờ cao điểm trong khu vực nội thành. Với khung giờ cao điểm từ ngày 20 tháng 10, thành phố Hà Nội cũng điều chỉnh theo phương án, khung giờ cao điểm buổi chiều sẽ sớm hơn hiện nay 30 phút. Cụ thể, khung giờ cao điểm hiện nay tại Hà Nội là 16h30 đến 19h30, từ ngày 20 tháng 10 sẽ là 16h đến 19h30 phút. Không tuân thủ theo tín hiệu giao thông có thể dẫn đến những va chạm nguy hiểm. Chiều ngày 17 tháng 10, trong một lần vượt đèn đỏ, hai người đi xe máy đã bị xe tải đâm gây ra tai nạn đáng sợ. Camera hành trình của một xe ô tô trên đường đã ghi lại hình ảnh tại một ngã tư cho thấy hai người đi trên xe máy cố tình vượt vài giây đèn xanh đỏ liền bị một chiếc xe tải đâm ngã xuống đường. Rất may hai người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ, nhưng sự việc cũng là một bài học nhắc nhở người tham gia giao thông tuân thủ chặt chẽ tín hiệu đèn. Luật giao thông đường bộ quy định xử phạt người tham gia giao thông từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng trong trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.